Hey, chào mừng mọi người đến với sự kiện RS của U-Town. Kho RS của U-Town mày cưới thôi, đang khuyên này. Đủ của ta hiện giờ là đầy đủ số lượng tài sản là chúng ta là AVN chỉ xa phát. Tiên không thể chính xác bãi trưởng chính xác để hoàn thiện á. Mẹ cưới thôi để tao mẹ bay ra nào. Thì mẹ thằng nào chính xác đấy, kích ngay thằng dọc của ban tao ấy. Kích bảo rồi, tao vừa nói rõ trên kênh của Nam rồi. Hết cả mình đã nói rõ rồi, cố tình bay đó nào. Đâu nhỉ, để tao tìm cái tên này đó. Sau khi tao bay 3 lần xong, tao sẽ thông báo bắt đầu và mọi người sẽ đi tìm. Đi về thế căng để ta thông báo quyền à, từ từ quên chưa thoát liên minh, từ từ tao thoát liên minh đã, thoát liên minh xong bay lại đi về quên không đi về đâu chơi à, từ bay lại đi về một đúng rồi, anh vừa thoát rồi mẹ bên AVN mẹ tính lắm, mẹ cũng chơi được. Cái nữa rồi đủ rồi, từ từ tao khi bắt đầu trên kênh thế giới cái là anh em tin nào. Sự kiện kho RSS của U-Town bắt đầu. Mẹ đâu ai chơi thế mẹ. Đưa hết mẹ lính ra ngoài chứ không mẹ nát lại mất một đống lính à, tổng của nó chỉ có 1B xem nào, 1B tròn, đúng 1B tròn luôn. 12 ml nước thì chắc cướp được tí, 2,77 ml nấm. Chúng nào đấy cứ lại tìm nó thấy tao biết làm sao được, tao chưa zoom map lên ở chỗ nào cơ. Ui mẹ càng đấy, chỗ này em càng đấy anh ạ. Ôi đi mẹ vãi đi thế. Có người thì thấy rồi nhá. Hai người rồi. Nếu mà Tú chọn được vị trí đẹp thế, mẹ ngay sát luôn. Tao không vừa nỡ bấm vào ghế mà nó bị mất rồi, nát ghép video vậy. Mày tốc mày lo cái gì? Còn 971 triệu nhá. 965 triệu, 958 triệu, 953 triệu mỗi loại luôn đấy. Thì ông nào tăng tốc kinh nhỉ.
thằng Túc à? Và xem một clip mình không? Đéo ở đây, đéo biết được. Xem clip mình không? Hả? À, đúng rồi, ông Cun ông đang đang chuyển rồi đấy. Để ý nhá, ngoài cờ lan mà vào đây cái là anh em bèm luôn nhá. Bèm không phải suy nghĩ gì luôn. Nước hết rồi, còn có 699 mà thôi. Cun bay ra đây rồi. Cun bay ra đây rồi. Lúc nào một cái đó chưa thế. Mẹ không tăng tốc xong phải ta. Các anh em tự ý thức nhá. Đừng để lúc xem camera, à xem ghi âm lại này. Thấy mẹ đi 3-4 đạo vào đi mẹ. Ôi bố, thằng Eric gửi nhờ lão Hòa cũng bay ra. Lão Hòa gì đó. Đứng bên cạnh nhá, xem lão cướp bao nhiêu. Quy mô to mà. Đéo nhảy nhanh lắm, đéo xem được. Lát nữa xem sau. Chắc nó hòa toàn không rảnh nó đi cướp đâu. Mà toàn nó đi cũng đi ác nó chứ đi đéo rồi ác nó hòa. Nào Eric Huỳnh, 20 min một lần. 10 min 5 lá, 10 min 5 bọ. Còn 368 min nữa nhá. ba mươi 35% ấy thu về 14 min. Nói chung khá 2 tỷ thì trừ đi 30% thì vẫn đủ nắm mất 600 à. Anh em thử nghĩ chỉ khoảng tầm 1.4 tỷ thôi. Đâu 35% thôi, 650. Phí mất 35% mà. Kịch. Mẹ anh em ăn tiệc buffet kinh. Ơ còn 117 min thôi nhá. 109. Tám bảy mil. Đấy, thằng Tú ở đường nó chọn chỗ ngon nhất này. Nhìn chưa, đây Văn Tú này, ngay cạnh luôn. Cần làm sao đi nhanh được.
cú mà đi này mà mất 14 giây á. Hết rồi. Thông báo hết. Hết rồi. Ở cửa hàng về không cái nó tự chìm luôn này. Vừa tròn hết rồi đấy. Ok. Sự kiện kho đấy của hôm tao kết thúc tại đây. Tạm biệt các bạn nhé.